Này là xuống ruộng lúa. Rồi, con cảm ơn ba. Xe máy là đi xuống rồi. Con cảm ơn ba nhá. Mình tổng cộng em đi chậm chậm, anh quay đỡ rung. Không sao, cái này chống rung. Đường này đẹp mà em.
Đây. Đi cái đường này xuống còn xuống đâu đó, xuống nhà dưới kia thôi. Dạ. Đi cái đường này xuống xuống nhà dưới. Nghe nào. Chúng đi xem lúa thì đi tiếp đường nào? À rồi rồi rồi. Đi bộ xuống hay đi xe máy xuống? À đi bộ đây, cái này có đường, nét là đường thì có đến đây này. À rồi rồi. Khoác khoác xe chưa? Em là người Dao à? Hay người Mông? À, Tà Chí à, rồi rồi. Ở đây chủ yếu dân tộc Tà Chí ấy. Chủ yếu là Tà Chí với Nùng với Tày đúng không? Tà Chí nhiều nhất à? Năm đứa. Thế khi nào thì năm đứa? Em bao tuổi rồi? Hả? 20 tuổi. Ồ, 20 tuổi à, tuổi đẹp nhất đấy. Lấy chồng năm mấy tuổi? 15 tuổi. Lấy chồng sớm làm gì? Ủa mình đi này chứ hả? Ờ, em ơi, thế bây giờ đi xem đũa nó thì đi đường nào? Đi đâu? Ở dưới kia. Đi bừa thế hả? Có đâu có đường đi. À, không có đường đi à? Có đường đi nhưng mà mình cũng biết đi. Mình tự tìm đường mà đi đúng không? Nếu đi thẳng đây thì vào đâu? Đến đây đây. Đây, thôi ta xuống đi. Bảo bác công ty không bác, không bác à? Hả? Quay xe nhá. Tháo nước rồi. Tháo nước rồi. Chín, để cho nó chín. À. Cái gì? Cẩn thận, nó sập ấy. Cứ đi đoạn nó đi xem thế nào, xuống mấy nhà phía dưới kìa, để xem người dân thế nào. Đâu phải lúa không? Lúa phải cái gì? Quê mình cũng đầy lúa mà. Nó đặc sắc cái là bộ rổ thang nhỉ? Nhưng mà nó cách lấy nhau, ui xuống, suýt lên là sụp bầm. Bông là do giống chứ.
Đẹp không? Tại sao nó đẹp? Ồ, con đầu con... Con gì đấy? Cháu bé. Cháu một cái đầu bò ấy. Thế cái này để làm gì? Ông già đòi. Ông già đòi á? Làm là người mất đi ấy. Tại sao xin? Cái này à, thế à, tức là phải làm thịt một con bò hay con trâu? Làm ba con. Nhưng mà chỉ phải được một con thôi đúng không? Một cái đầu thôi đúng không?